Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ ha. Cây này nó thuộc hệ nồi đồng cõi đá nha các bạn. Cây Echocheirus 253N. Cái tên riêng nó phía sau đây các bạn. Cái này thì nó ra đời rất là lâu rồi nha các bạn. Nhưng mà giờ nó cọt rất là ngon ha. Hệ nồi đồng cối đá, dên to ha, dên to, nòng dài, bánh chớn lớn luôn. Mặc dù cái nòng của nó có 32 ly thôi mà nó rất là mạnh luôn. Các bạn đừng có đánh giá cái nòng nhỏ mà yếu ha. Nòng nhỏ nhưng mà dên dài, bánh chớn to là nó mạnh các bạn. Nó thuộc hệ chậm tua nha, chậm tua, cài rất là dữ. Cây 253 này nó cài rất là dữ. Những cái dòng máy 34 ly đời mới ha thì nó nhanh tua nhưng mà nó cài không lợi thằng này nó cài rất là dữ. Ví dụ như mình cái đời mới mình phải dùng cái dao hoặc là cái cước gì ở dưới ha, lực cản nhỏ thì nó chạy mới nổi mà nó nhanh tua. Còn cái thằng này á, thì lực cản lớn mà nó chậm tua. Lực cản ở dưới cái dao đó các bạn. Có nghĩa là các bạn vô cỏ nặng nó không sừng nha. Vô cỏ nặng nó không sừng. Còn những thằng lẹ tua các bạn đưa vô cỏ nặng thì nó sừng. Nhưng mà nó nhờ con cái nó nhanh tua. Các bạn phát một lần nó ít thì nó ngon. Còn thằng này do vô nó ngập dao mà nó không sao hết. Nó chậm tua nhưng mà nó cài ha, nó là như vậy. Những dòng đời mới nó có, những cái dòng máy, mỗi một cái dòng máy nó có ưu nhược điểm khác nhau tùy theo mình dùng nó vào cái việc gì ha các bạn. Cây này là nòng dài, bê tông nhỏ, nòng dài, dên cái đối trọng nó có nghĩa là cái lưỡi búa đó các bạn, nó to đùng luôn. Cái bánh chớn nó to đùng luôn ha. Cái đối trọng nó ta gọi là cái, thường người ta gọi là cái lưỡi búa đó ha, là nó to đùng luôn. Do đó cái sức nó cài nó bường thì nó mạnh ha. Nhưng mà nó đổi lại là nó chậm tua hơn những cái thằng mà dên ngắn nha các bạn. Nhưng mà dên ngắn nó lẹ tua đó, các bạn đưa vô mà các bạn dùng cái dao dài quá mà cước dài quá thì nó cài không nổi. Nhưng mà thằng này nó lại cài nổi. Nó ngộ như vậy, chậm tua thì nó mạnh mà lẹ tua thì nó yếu ha. Đời mà nó không có cái gì mà gọi là hoàn hảo 100% hết ha. Chậm tua thì nó mạnh, lẹ tua thì nó yếu. Nhưng mà dùng mỗi việc gì mình cần lẹ tua thì mình xài lẹ tua, mình cần chậm tua mạnh cài thì mình muốn bường thì mình xài chậm tua ha. Thằng này thì mình nói ba qua nãy giờ, nó là thuộc hệ nồi đồng cối đá chậm tua ha. Nòng dài, dên dài, bánh chớn to đó. Các bạn quan sát xem máy rất là đẹp ha. Nó chạy chế bọt khí hai kim ha, chế bọt khí hai kim. Cái kim trên này chỉnh tốc độ thấp ha, cái dưới chỉnh tốc độ cao. Tốc độ cao thì mình để hết ga mình chỉnh nha các bạn. Tốc độ thấp thì mình để cầm chân mình chỉnh ha. Ý nghĩa là vậy ha. Ở đây cái nắp xăng này nó có cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Xăng cộng với nhớt. Tỷ lệ thì mình khuyến cáo các bạn nên xài là tối thiểu cũng phải 50cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. 50cc nhớt trên 1 lít xăng. Đây. Cái Echocheirus SRCB 253N. Đây nó còn cái tem theo bài nữa các bạn. Rất là đẹp luôn. Tùm gời ha. Tùm gời á. Tùm gợi tùm liền mình đối với mình thì không quan trọng ha. Tại vì mình cắt cỏ không, mình không quan trọng cái tùm gợi tùm liền gì hết á. Nhưng mà tùm liền thì nó nhẹ, tùm gợi thì nó nặng ha. Các bạn phải biết điều đó ha.
như gà, như gà xịn sò ha, cụm nữa nè, hết ý luôn. Cụm này cụm có chống sóc nè các bạn, nó có đệm cao su ở trong, cùi chống sóc ha, chụp cụm chống sóc ha, nó ít có giặt cái tay mình. Đây, tại nằm phía trái, tại nằm phía phải nè. Cần láp 25 nha, echo là cần láp 25 ha, echo kêu đi, cần láp 25. Cùi nó có chống dính cỏ nè ha, rất ngon luôn. Echo kêu đi, rất là đẹp ha. Rồi để mình nón thử cho bạn xem ha. Ở này thì hệ mình nói là hệ nồi động cõi đá nha bạn, nội thất nó rất là bền luôn. Tại vì cái thời điểm mà nó sản xuất ra cái máy này là những cái ổ bi của nó cực chắc luôn các bạn, cực chắc luôn. Các bạn xài cái máy cũ mềm rồi, cái máy không bị rơ bi, không bị kêu bi ha, bi dên, bi cổ dên, cổ bê tông rồi cũng vậy, mặt đạn cốt cũng vậy, trục chính đó các bạn, rất là bền luôn. Còn chụp dịch thì cũng là loại siêu bền luôn ha. Vậy nó là nồi đồng cối đá ha. Rồi nào mình nổ thử cho bạn xem ha. Nói gì chứ không có trợ lực, không có gì hết trơn mà giật nhẹ te các bạn. Tại vì nó trong đó cái bánh trớn nó to với cái lưỡi búa nó to đấy ha. Cho nó mình giật nó nhẹ cho nó không có nặng ha. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kiolis RCB253N đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nhé.